Xin kính chào quý vị và các bạn. Những sóng lạnh đầu mùa từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Chiều và đêm mai sẽ ảnh hưởng đến miền Trung, gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50mm và có những nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây tình trạng sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Mưa xuất hiện từ chiều, còn sáng đến trưa mai thì khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình và các nơi khác ở miền Trung trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 33 độ, Quảng Ngãi và Tuy Hòa nắng nóng 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nắng nhiều, có thành phố Hồ Chí Minh, các nơi khác ở Nam Bộ khá nóng với mức nhiệt phổ biến là 33 đến 34 độ. Còn với các thành phố ở khu vực Tây Nguyên phổ biến là 25 đến 29 độ trời mát. Mưa sẽ đến về chiều muộn ở cả hai khu vực này, mưa diện hẹp nhưng lượng mưa không lớn và cũng cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Trở ra với miền Bắc, trong đêm nay và sáng mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, khu vực này sẽ có mưa dông nhiều nơi. Khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và có điểm mưa rất to trên 100mm, đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra sạt lở đất tại các sườn đồi núi. Chuyển sang thông tin về cơn bão số 4. Dự báo là trong 3 ngày tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng thành Tây Tây Nam, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh là cấp 7, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, 12 và giật cấp 15, biển động dữ dội. Với vùng biển, hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa nằm xa hoàn lưu của bão, trời ít mưa, ngày mai có nắng, gió ở đây khoảng là cấp 4 đến cấp 5. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.